Tối 2 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước cho hay vừa bắt giữ Võ Hoài Thanh, 38 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó, cơ quan công an phát hiện một vụ án đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thị xã Phước Long. Trong đó, Thanh được xác định là chùm tổ chức cho người khác đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Ngày 13 tháng 2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Thanh nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, cơ quan công an đã có công văn hỏa tốc thông báo truy tìm nghi can này. Sau nhiều ngày lần trốn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Thanh về khu vực bìa rừng phòng hộ thuộc nhà máy thủy điện Thác Mơ, xã Phước Tín, thị xã Phước Long thì bị công an bắt giữ. Tiến hành khám xét người và nơi ở của Thanh, công an đã thu giữ được một khẩu súng, nhiều viên đạn chì và ma túy.